Chào anh chị, rất vui gặp lại anh chị trong video lần này của công ty Thảo Dược số 1 Lam Dược Nguyễn Thi. Anh chị thân mến, trong video này tôi xin phép được giới thiệu đến anh chị một loại thảo dược rất tốt cho sức khỏe. Vị cây thuốc có tác dụng cai thuốc lá, điều trị các cái bệnh về thận, sỏi thận, viêm đường tiết niệu cũng rất là tốt. Anh chị có thể đoán ra đây là cây gì không ạ? Tôi xin giới thiệu đến anh chị. Thì cái cây thuốc này á, một số anh chị ở dưới vùng quê không còn lạ gì nữa, nhưng một số anh chị sinh sống ở các cái thành phố lớn thì có thể là chưa biết tới, hoặc biết tới tên nhưng chưa biết hình dáng ra sao. Thì tôi xin giới thiệu, đây chính là cây mã đề, một vị cây thuốc rất là tốt cho sức khỏe. Thì cây mã đề là một vị thuốc lam khá gần gũi đối với người dân Việt Nam chúng ta. Ngày xưa thì hầu như ở các cái vùng quê nào cũng trồng vài ba khóm, vừa để làm cảnh, vừa để làm thuốc. Thì cây mã đề có hình dáng rất là đẹp, anh chị có thể quan sát. Đây chính là một số khóm cây mã đề mọc hoang, nó không được chăm chút nên hình dáng không được đẹp lắm. Nhưng một số anh chị có trồng vài khóm để làm cảnh thì anh chị có thời gian chăm sóc thì cây có hình dáng rất là đẹp. Nước sắc từ cây mã đề rất là mát, có tác dụng bổ thận, tăng cường đào thải chất độc cho thận. Chính vì vậy mà trong các cái bài thuốc dân gian điều trị các cái bệnh về thận bao giờ cũng có vị thuốc cây mã đề. Vậy thì trong video này tôi mời anh chị cùng tôi đi tìm hiểu kỹ hơn về công dụng, cách dùng cây thuốc này trong các cái bài thuốc nam. Cây mã đề còn có tên gọi khác là mã đề thảo, sa tiền thái, sa tiền. Về khoa học, cây thuộc họ mã đề. Về bộ phận dùng làm thuốc của cây, đó chính là lá và hạt. Lá của mã đề thường gọi là sa tiền thảo, hạt của mã đề thường gọi là sa tiền tử. Về lơi sống và thu hái thì cây mọc hoang ở khắp các cái tỉnh thành trên cả nước. Cây được trồng bằng hạt, sống ở các cái nơi có vùng đất ẩm ướt, mát và mùa xuân. Về thu hái thì người dân thường thường thu hái vào tháng 7 đến tháng 8. Lúc này thì quả chín, thu hái toàn cây đem về phơi khô. Sau đó người dân thường đập lấy quả, hạt rồi phơi khô. Nếu dùng lá thì cắt khúc phơi khô dùng lá. Về tính vị của cây mã đề, theo y học cổ truyền, mã đề có vị ngọt, có tính mát, có tác dụng tiêu viêm, lợi tiểu, điều trị bệnh sỏi thận, viêm cầu thận, lợi phế, tiêu đàm, điều trị bệnh sỏi thận, viêm cầu thận, lợi phế, tiêu đàm, điều trị các cái bệnh về huyết áp cao rất là tốt. Về công dụng của cây mã đề thì tôi xin liệt kê ra một số công dụng chính của cây mã đề như sau. Thứ nhất là mã đề giúp làm giảm cơn thèm thuốc lá, giúp cai thuốc lá rất là hiệu quả. Và trong những năm gần đây, cây mã đề là một giải pháp mà nhiều người lựa chọn trong việc cai thuốc lá vì nó hiệu quả, an toàn và không có tác dụng phụ. Thứ hai là cây mã đề có tác dụng điều trị bệnh ho, tiêu đờm. Thứ ba, điều trị các cái bệnh về bí tiểu, tiểu dắt. Thứ tư, điều trị các cái bệnh về chảy máu cam do nóng. Thứ năm, hỗ trợ và điều trị bệnh viêm cầu thận mãn tính. Ngoài ra, cây mã đề rất tốt cho bệnh nhân mắc huyết áp cao. Vậy thì cách dùng cây mã đề như thế nào? Thì mã đề, người ta có thể dùng lá, dùng hạt. Hạt mã đề hay còn gọi là sa tiền tử. Đây là một vị thuốc trong thành phần bài thuốc điều trị bệnh sỏi thận nổi tiếng. Các cái bài thuốc áp dụng cây mã đề làm thuốc như sau. Thứ nhất, bài thuốc dùng cai thuốc lá là dùng lá của cây mã đề. Cách thức và thành phần thực hiện bài thuốc như sau. Lá mã đề khô 20 g, hãm nước sôi uống hàng ngày. Và lưu ý đến anh chị là anh chị nên uống sau bữa ăn khoảng 20 phút. Thì bài thuốc này á, anh chị nên uống liên tục trong vòng 1 tuần thì anh chị sẽ cảm nhận được hiệu quả. Và hiệu quả của nó đem lại đó chính là giảm cơn thèm thuốc lá rõ rệt. Bài thuốc thứ hai, điều trị bệnh ho tiêu đờm. Thứ hai, điều trị bệnh ho tiêu đờm. Mã đề 10 g, cam thảo 5 g, cát cánh 12 g. Tất cả các vị thuốc trên đem đổ ngập nước và đun sôi khoảng 30 phút, chia làm 3 lần uống trong ngày. Bài thuốc thứ ba thì anh chị có thể dùng cây mã đề để thông lợi tiểu. Cách thức thực hiện bài thuốc như sau: hạt mã đề 10 g, cam thảo 5 g, nước khoảng 600 ml, sắc trong 30 phút, uống thay nước uống trong ngày.
Bài thuốc thứ tư, điều trị chứng bí tiểu tiện. Anh chị dùng 12 gram hạt mã đề sắc nước uống nhiều lần trong ngày. Và anh chị có thể thêm một ít lá sắc cùng để uống. Bài thuốc thứ năm, điều trị bệnh chảy máu cam. Anh chị dùng một lắm lá rau mã đề tươi rửa sạch, giã lát, tẩm thêm một ít nước, vắt lấy nước cốt uống. Người bệnh nằm yên trên giường, sau đó gối cao đầu, đắp bã mã đề lên trán. Nếu chảy máu nhiều, cần lấy bông sạch hút mũi bên chảy. Uống chừng vài ba ngày sẽ khỏi. Đối với bệnh viêm cầu thận mãn tính thì anh chị dùng bài thuốc như sau: mã đề 20 g, ý dĩ 16 g, thương chuột, phục linh, trạch tả mỗi vị 12 g, quế chi hậu mỗi vị 6 g, xuyên tiêu 4 g, sắc uống ngày một thang. Bài thuốc tiếp theo tôi muốn giới thiệu đến anh chị là bài thuốc này rất nhiều người sử dụng để điều trị bệnh viêm đường tiết liệu, viêm bàng quang rất là tốt. Bài thuốc gồm 4 vị cây thuốc: cây mạ đề, cây bòng bong, cây ké đầu ngựa, cây kim ngân hoa, mỗi vị 20 g, sắc với 1 lít nước, sắc cạn còn 500 ml, chia ra uống trong ngày. Và lưu ý đến anh chị khi sử dụng cây mạ đề là không dùng mạ đề cho phụ nữ mang thai, người già thận yếu hoặc là người hay đi tiểu về đêm. Đối với trẻ nhỏ, nếu dùng mã đề để điều trị bệnh ho cho trẻ thì sẽ gây ra hiện tượng đái dầm. Tiếp theo là tránh nhầm lẫn cây mã đề với lại cây màu tía, cây thủy sinh. Những cái cây này chỉ dùng làm cảnh. Như vậy là tôi đã giới thiệu đến anh chị một vị cây có tên gọi là cây mã đề. Hy vọng rằng những cái... Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.